Gái Nhật đó, kiểu tóc hime và những sự thật thú vị. Kiểu tóc hime cắt là kiểu tóc có nguồn gốc từ thời trang cổ xưa của phụ nữ Nhật Bản. Đây là kiểu tóc công chúa, tiểu thư quyền quý và cao sang Nhật Bản xưa. Đây là kiểu tóc tích hợp giữa tóc ngắn và tóc dài. Kiểu tóc hime cắt thường thì sẽ duỗi hết tóc, ở phía trước hai phần mai hai bên dày được cắt ngắn ngang và phần tóc đằng sau sẽ thường dài hơn. Nhưng không phải khi nào nó cũng phải đúng mực theo cách này. Ngày nay kiểu tóc hime được biến tấu theo nhiều phong thái khác nhau từ đáng yêu và dễ thương đến đậm cá tính. Đây không phải là một khuynh hướng mới, nếu thích đọc truyện tranh, xem anime Nhật Bản thì có lẽ rằng sẽ rất quen thuộc với kiểu tóc này. Kiểu tóc này cũng tiếp tục được nhiều người triển khai trong cosplay các nhân vật anime. Tóc hime nhìn thì có vẻ khó chinh phục và không sở hữu ưu điểm gì ngoài nét chất lạ, thu hút, nhưng trên thực tế, chúng được đánh giá khá cao ở việc có khả năng chỉnh sửa khuôn mặt, tạo hiệu ứng khuôn mặt thon nhỏ, thanh tú, tuy mang vẻ đẹp cá tính, độc lạ, xanh điệu, khí chất nhưng vẫn phù hợp với cả style dịu dàng, ngọt ngào. Dễ biến tấu, có nhiều phiên bản hay ho và thời thượng, không chỉ giúp trẻ hóa diện mạo mà còn góp phần nâng tầm khí chất, nhan sắc, phong cách. Có nhiều cách tạo kiểu, buông xõa hay buộc,